Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Nhóm Vlog nha. Thì mình là Dẻo đây mọi người. Thì đây là con bóng tóc đỏ. Con bóng tóc đỏ. Thì hôm nay mình vô sớm nhất mọi người mà không có ai đây cho mọi người. Khứa nhảy thì đi tiếp khách rồi. Chỉ còn về nhỏ của anh nhã nè. À, ngồi làm gì đây? Chim. What? Gì? Chim. Gì? Là con chim nha, chúc mừng. Thằng vô sơ nãy thằng Bin trong xóm mọi người nó đi bắn chim, cái mình đi ngang cái nó cho mình con chim, cái mình suy nghĩ ra được một cái ý tưởng từ con chim. Em ơi. Thì biết làm gì không? Là con ấy đắt nha. Con ấy đắt gì? Kêu đó. Con cừu chứ không phải con kêu qua. Con cừu đắt. Đúng rồi, con đắt nhỏ xíu. Chim đi. Chim. À, tao có ý tưởng này rất là hư dữ đó. Mày khùng không mày, bà chỉ ngăn ra bún vậy đó. Mọi người nếu mọi người muốn biết mày cho như thế nào thì hãy theo chân anh em mình. Bây giờ mình sẽ đi đặt cốc quay trước. Để không thôi hồi mấy khứa đó vô không có kịp đặt đâu. Bye bye mọi người nhé. Rồi ok mọi người, mình đã đặt cốc quay ở đây. Và con chim mình chiên chín luôn mày. Đấy mọi người, hai khứa đó vô. Mấy khứa đó vô thử coi. Ai vô trước thì bị trước, ai không vô thì không bị. Rồi ai vô chung thì bị chung. A few moments later. Có một thanh niên đã vô mọi người. Quay đâu vậy? Anh làm vô gì vậy? Đấy. Lạ gì vậy? Cho muốn mí được cách. Cho muốn mí được cách. Thôi. Nấu rồi. Thôi được rồi. Em nhìn em con ghiền nữa nó chi anh. Chà muốn miếng gì Khánh? Chẹt miếng là một miếng kìa. Trời ơi. Thì kìa coi đi, cho đụng miếng được không? Không được. Đụng miếng thôi. Đụng lên nó kỳ lắm. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Chảy nước thì chứ trời. Chảy nước thì chứ trời. Ngon nha. Ngon thì chân cắn miếng được không? Cắn nhẹ thôi nha. Cắn nhẹ thôi. Nhẹ, đau lắm á. Cắn miếng nhật nhật xíu. Mày gì vậy? Mày làm gì vậy? Trời ơi, đang làm cái chuyện. Đang làm chuyện nha chứ đi bà. Tụi lao, gì vậy trời? Chưa đi. Cắn nhanh hết. Tụi lao nghe. Ê. Dẻo. Nhẹ. Ê. Trời dung. Cắn. Ừ. Đi lên dẻo nhẹ hả? Chim mà em nội. Chỗ khấu hả? Nè, ăn thôi. Trời ơi, cu đắt.
quê là quê chúng mình quê nhiều. Giọng giọng. Đâu ạ? Chiên hơi khét nha. Nhìn nhìn ngon nhưng mà hơi khét. Ngọt nước nha. Dạ. Dạ. Nha. Sao hả? Làm gì? Đấy gần gần gì vậy? Gì vậy? Chim. Chim ăn chim không? Dạ đi. Đấy vô đây vô đây. Rồi gì ba? Em chôn. Còn đâu ba? Vô đây em chôn vậy. Còn nữa? Ăn không? Còn. Còn. Đóng luôn. Vui ăn đi. Vô vô. Con tao không thích ăn. Nhìn nhưng mà chảy nước ghê. Sợ. Sợ. Săn lì. Bố ăn nè. Ừ. Sợ. Sao đi sinh tồn bố chim dữ lắm mà. Bố đây. Còn lắm. Dì bò. Ăn đi, em ăn đi, tôi ăn đâu. Con còn nãy gì xin nó quậy lắm cho kìa. Tôi hát nhớ đưa tiền lương nha. Ừ. Nãy hứa rồi đó. Làm dữ vậy trời. Làm gì? 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 Nãy giờ anh đứng ngoài làm gì vậy? Tao đứng tao lại kiếm nhã nè. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nhã đi vậy rồi. Đi kiếm khách rồi. Rồi biết đâu. Ủa ba đi chơi. Nhìn tới gì ba vậy? Mày ăn đi mày ngáo gì vậy? Không còn xin nó quậy cho ăn đâu. Nhã mới cho cắn miếng rồi đó. Cắn miếng. Rồi vô đây nè. Cái gì nữa? Ở đây nè cho cắn miếng đi. Tao đấm mày gì một cái quên. Cắn không cho cắn miếng nè. Mình điên kìa. Ngọt nước đó. Mày điên hả? Khùng nha, không giỡn nha. Ngọt nước lắm. Quê, xỉ nha. Có làm gì không quê? Không biết đâu ý nha. Kêu mà mày đâu? Thấy không mọi người? Thấy không? Biết đầu óc mấy thứ này cứ gì lắm. Đội cắn con nàng tưởng con kia chứ gì đó. Con gì ba? Tao làm gì đâu trời khùng như quay gì vậy? Núp núp lơ lơ như vậy. Tao có làm gì đâu. Ừ, coi cái đầu anh trong sáng như thế nào mà anh nhờ. Ủa, quá đèn tối. Quá đèn tối. Trong sáng gì tao vô có bay ăn chiên. Coi gì coi là phải đứng trước cửa ai chứ ai gần gần đưa cái đầu nè. Ai gần mày tao vô đi tao dòm thôi chứ ai gần mày. Ừ, quê đó quê ba ơi. Quê, vô quê, quá trình quê rồi. Thấy không mọi người? Mấy cái này cái đầu óc là... Để làm gì á? Này là nãy anh dẹo xin miếng này nha mọi người. Toàn ở đó nghe nè, Toàn ơi. Trời. Vậy? Đừng nghe quả nữa. Đi, đi, đi vô nè. Tao không biết nha, đừng chọc tao nha. Mày vô ngồi chơi thôi, đừng làm gì? Mày ngồi ngồi chơi thôi. Trời cứ nhanh rồi. Trời còn còn nhanh nè, còn anh nhanh nè. Xà mối bi ơi, cái này có hay gì đâu trời. Chơi không? Không có hay. Chơi không? Tao nói không có hay. Mai mốt cho chơi chung. Không. Còn nhớ là nhớ đi. Dạ thôi nhớ đi. Rồi chi ba? Rồi anh chim. Dương. Dương lắm. Có gì đâu dễ vậy. Dương lắm. Dương sao? Giờ anh muốn ngồi không? Là làm giống... Ờ giống đánh. Khánh này. Thôi thôi, để Khánh ngồi đi ghê lắm. Ai anh vô hay gì á? Ê, vô. Nhanh vô, nhanh vô. Nhanh vô, làm gì nha. Làm gì? Im thôi, ngồi im coi, thứ nó đó là gì đó. Nó nói vô, trời. Nó mãi coi dùm coi. Xèm sớm vậy. Nhanh vô gì vậy? Mấy... Vô, 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 Tại như anh. Khoái chứ vậy. Khoái chứ vậy. Anh Tàu nhìn còn chảy nước miếng nữa kìa. Trời ơi. Tại như anh. Trời ơi tới dữ. Cho muốn miếng được không? Không được. Cái này mà có một cái à. Con ghiêng em. Cho anh muốn miếng đây. Trời ơi cái này của em mà sao muốn được. Rồi cho biết cho muốn muốn miếng rồi. Ôi, nãy nửa tháng lương được cắt miếng rồi, giờ thêm cắt miếng nữa. Ờ, giờ hết luôn cái này cho của anh cho em luôn á, chịu đi. Thôi được, hết tháng được, tháng sau luôn. Đi mà, tính muốn miếng rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi, mấy chân giờ đi cũng được. Nhìn thèm kìa, chơi với. Mình đá hả Tàu? Đá gì đâu. Chân giờ một cái được. Không được. Đi chân giờ một cái thôi, một cái thôi. Một cái thôi nha. Rồi nhẹ thôi nha. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Phải liền già nó muốn cắn không? Muốn cắn luôn á. Muốn cắn không? Những xăng lên kìa em đào đá anh Tàu. Rồi hắn lương xăng á. Dạ. Dạ.
Ừ đứng nhanh, anh nhanh vô thấy là cảnh này là nó anh nhả là trời ơi bớt chết luôn á. Đụng cái gì vậy? Cắt bú hả? Bú luôn chú. Ai giờ bị gần rồi. Cho anh bú cái này Khánh. Ok luôn. Đó trả rồi. Nhẹ nhẹ nha. Đau. Ê da. Ê da. Ngon nha. Hết luôn rồi. Bà Hạnh Thái này. Mày rửa con đi, Rằng rửa con. Ba xin. Tuồn ngon mà. Tụi ta nấu ăn mà bú hết trơn rồi. Trời ơi, cho miếng rồi. À. Cái gì? Cú. Cú. Cú hả? Đất. Cú đất hả? Ừ, cho anh biết. Ôi, mới làm gì hả? Tụi làm gì lắm? Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Ê. Lời ẩu đâu mà biết gì vậy trời. Dạ, cú đất hả? Ừ, ngon á. Tôi mới nói tao là biến thái gì á? Biến thái gì á? Ngon quá. Ngon mà trả đi bà. Có không? Có không? Thấy không? Mới nói. Có một chứng rồi bà. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Trong kia kinh cái gì á? Kia kinh cái gì á? Kia kinh cái gì? Dạ. Kia kinh cái gì? Dạ. Nè anh cho em đi nha. Nè mày kinh cái gì? Thấy mày đúc đúc đầu yêu sinh. Tào lao đâu, mày đâu nghĩ tào lao như vậy? Mẹ chiên cu nè. Con chiên cu đó, chiên cu mẹ. Thì mày kêu nó món gì, mày không kêu món gì? Mày sao đem ngoài ăn, đem phòng ăn gì vậy? Chứ ngoài ăn anh thấy em bú chung sao mà ừ. Ngon mà. Rồi tao có biến thái nè, không có bú chung nè. Bú răng đó bà. Răng đó bà. Mày hôm nãy mới làm cái gì ta, chụp hình quay phim đúng không? Có nào. Mày nói tao biến thái gì? À biến thái gì? Mày nói tao với kiểu biến thái gì, nghĩ đâu vậy trời? Thầy biết rồi, thầy đầu đẹp. Bú cái gì đó đó. Bú cái gì đó đó. Bú vậy? Chán. Dạ, quê. Mình đẻ nó ra luôn nha. Trời ơi. Wow. Ơi. Này anh đi, anh đi, anh đi. Thôi. Sao anh đi ra đây tao phổ biến xíu gì vậy? Thôi. Đây, đây. Nãy anh lại bú miếng để tụi em bú lại miếng. Anh lại bú miếng để tụi em bú lại miếng. Đây, có được rồi mà bú. Ra đây tao phổ biến một cái này cái gì nó nhả vô khách rồi. Rồi. Nè, tao lao đi cho mày ăn đi nè. Xương ăn cái gì? Thôi cho bố miếng đi. Mày làm cái gì? Cho bố miếng đi. Tao không muốn đèn tối tụi mày làm tao đèn tối tụi mày nó miệng. Cho bố miếng đi. Mình vậy? Thôi mình nãy giờ mày làm gì ở ngoài mày biết làm gì không? Biết rồi, cái đầu óc biết không? Cái này là chỉ có vậy thôi. Đầu óc mà chỉ là không có chứa gì trong luôn. Ờ, suốt ngày chỉ có là cái đó với cái đó thôi à. Thôi chịu thế luôn nha. Tào lao mày đầu lao đầu óc. Mày á, mày mới là đó tào lao á. Suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Không ba hàng chụm vô đầu bút bút. Đầu bút bút. Đầu bút bút. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Tao thử làm về biết. Thôi tao cũng vậy. Ừ. Thì hai người bị dính mà. Đã thừa ai vậy? Không biết lắm. Nói về tao tao cũng biết đâu. Để cái nè, đó là dùng đó mà. Hả? Vô tao phổ biến vô nhà thấy đón khách rồi. Mà nãy tao vô không có ai vậy, tao đi bước vô phòng cái hai cái nồi lụm nhau luôn. Lụm vậy? Đồ bú luôn rồi. Thôi. Thôi tao lao cầm cái quen nó tao lao lao với chị. Mày đồ ăn. Ơi. Lao nha. Gì? Nó sao lơ vậy? Đồ ăn Khánh. Tào lao. Mày điên rồi. Nó còn có con không mà, không ăn chưa con mà. Mua hàng nào không có con con bà. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Nào không có con bà. Nè. Cú đắc ơi. Nè. Cú răng. Cú răng hả? Cú răng. Cú răng đi. Cú răng, cú liếu. Ừ. Là, nếu mà người ở miền ngoài người ta gọi là bon bon. Bon bon. Bon bon. Chứ là này, anh biết, anh biết anh dẹo. Thôi đi mình dẹp tắt máy quay đi ngủ. Anh biết anh dẹo mà hy sinh con này mà tới nỗi mà bỏ 2 tháng lương á. Để bon bon. Bon bon. Hy sinh bon bon này là hết 2 tháng lương. Ừ, cha bú bon bon nữa. Quý giờ. Ra đây là hộp nè. Rồi nhà đi đón khách rồi. Cho em bon bon anh cái. Bon bon, chó mình biến thái gì vậy? Ra lẹ đi. Cái gì? Con cá
mới tức quá. Nay tao định chơi. Nay tao định mời anh em qua nhà ăn thiệt rồi xong cho khỏe rồi không bữa nay cho khỏi cho ghê. Cho liếm một bon cái. Thôi cho nó ăn đi tạm mình đi. Đi về ăn. Được cái ông người, nếu mọi người nếu thấy clip này hay cho mình một like một đăng ký cho mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Nhét bon bon. Nhét đi.